Rồi, ok. Xin chào các bác. Đây là cái video so sánh giữa G4 và V35. Đây đang nghe đi bộ đây, bằng cam trước đây, cam sau đây. Đây không có cái bông hoa nào cả các bạn. Bắt đầu lấy nét được. Rồi, như trên hình ấy thì quay phim ở con V35 nó vẫn ngon hơn. Chắc là do cái màn hình nó đẹp hơn thì phải. Đó. Cái việc chống rung thì chắc là con G4 nó thua thôi, vì thời đó thì so với thời nay thì mình nghĩ là con V35 nó sẽ hơn. Đây có bông hoa này. G4 nó không lên nét được sao các bạn? Nhấn vào nó không lên nét. Tài thật. Ok nó đi. Rồi, nói chung là chất lượng quay phim thì mình nghĩ là con G4 nó không thể ngon bằng con V35 được. Đây mình sẽ quay phim bằng cắm trước nhá. Rồi ok. Đây là đang quay phim bằng cắm trước của con G4 các bạn. Các bạn có thể thấy là con G4 nó cũng camera 8 chấm, con V35 cũng 8 chấm nhưng mà con G4 mình thấy chi tiết nó hơn hẳn luôn. Đó, các bạn có thể thấy. Nếu như mà con G4 mà nó không đột tử thì có khi sẽ còn rất nhiều anh em dùng thì nó. Rồi ok, quay thế thôi. Quay thế là các bác nhìn thấy ok, nhìn thấy hiểu rồi đấy.